Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay shop nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang, hotline 0395838145. Thì trên đây chính là mẫu camera ngụy trang F199 của nhà mình. Với chiếc camera F199 này thì với cái ngoại hình cực kỳ là nhỏ gọn này, đó, mắt camera thì siêu nhỏ, có góc quay là 150 độ, hình ảnh là hình ảnh full 4K. Nó sẽ có những cái chức năng chính như là kết nối từ xa có 3-4G, có chức năng cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, thu âm đầy đủ hình và tiếng và kết nối được qua điện thoại. Khi mà kết nối được qua điện thoại thì các bạn có thể xem được từ xa cũng như là quan sát từ xa, theo dõi từ xa không giới hạn khoảng cách. Đó, thì bên thân em này thì sẽ có một cái công tắc tắt bật này, cũng như là bên còn lại thì nó sẽ có một cái khay cắm thẻ nhớ này, một nút reset camera và một cái chân để cho bạn cắm sạc pin camera. Đó, thì với chiếc camera này của nhà mình, khi các bạn mua ấy, thì nó sẽ có kèm phụ kiện đi kèm, đó chính là một chiếc cục sạc dự phòng sơ cua như thế này. Đó, và một chiếc dây sạc này, một cái túi mắt camera đấy, để một cái túi cúc áo ngụy trang đấy, nó sẽ có đầy đủ size cúc, đầy đủ mẫu mã của cúc nhá, các bạn có thể lấy làm ngụy trang này. Đó, cái này, cái cục sạc này thì các bạn có thể vừa sạc vừa quay cũng được luôn. Đó, và khi các bạn mua hàng của nhà mình nhá, khi các bạn mua cam của nhà mình ấy, thì các bạn sẽ được nhà mình hỗ trợ cho bạn, đó chính là một chiếc thẻ nhớ 64GB để cho các bạn có thể lưu trữ dữ liệu. Thẻ nhớ của nhà mình là thẻ nhớ chính hãng này, các bạn có thể lưu trữ tối đa trong vòng 13 ngày. Và thứ hai nữa là khi các bạn mua hàng của nhà mình, các bạn sẽ còn được nhà mình hỗ trợ ship, free ship. Đó, và khi các bạn mua hàng của nhà mình thì các bạn cứ yên tâm, nhận hàng thì các bạn sẽ được đồng kiểm với shipper, các bạn sẽ được bóc hàng, thử hàng, test hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đó, trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như video quảng cáo này thì các bạn cứ hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Và trong cái thời gian mà các bạn sử dụng sản phẩm của nhà mình, sử dụng camera của nhà mình mà có gặp trục trặc gì này, vấn đề gì này, hoặc là chưa hiểu, chưa biết cách sử dụng, thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho nhà mình qua số điện thoại của Zalo, nhà mình sẽ xử lý hết cho các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc camera ngụy trang F199 này của nhà mình nhá. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây sẽ là công tắc tắt bật này, các bạn bật lên cho mình. Đó, khi các bạn gạt lên, bật lên ấy, thì các bạn sẽ để ý ở dưới cái chân sạc này này, nó sẽ hiện ra cái đèn báo màu đỏ này. Cái đèn báo này hiện lên ấy, thì nó sẽ là nó sẽ thông báo là camera nó đã hoạt động, và khi nó hoạt động thì nó sẽ quay và lưu. Đó, và các bạn có thể lấy thẻ nhớ ở nhà mình, các bạn lắp vào đây để lưu trữ dữ liệu nhá. Đó, và khi các bạn đã bật lên như thế này rồi nhá, thì các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên này. Các bạn sẽ mở điện thoại của mình lên, rồi các bạn ấn vào App Store hoặc là cửa hàng CH Play cho mình này, để tải cho mình một cái ứng dụng có chữ Look Cam nhá. Các bạn ấn tìm kiếm Look Cam, LOOKCAM như thế này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy như thế này nhá. Các bạn sẽ ấn tìm kiếm cho mình này. Và khi các bạn ấn tìm kiếm thì các bạn sẽ tìm kiếm ứng dụng có chữ Look Cam biểu tượng màu xanh nước biển như này, các bạn ấn tải về cho mình. Thì ở đây nhà mình đã tải về rồi. Và khi các bạn đã chờ tải về hoàn tất về máy xong rồi ấy, thì các bạn sẽ ấn thoát ra nhá. Các bạn ấn thoát ra rồi, các bạn sẽ ấn vào phần cài đặt của điện thoại này, các bạn sẽ ấn vào phần kết nối wifi này. Đó, hoặc là ấn vào phần wifi này, các bạn ấn vào phần wifi nhá. Ấn vào đây ấy, thì các bạn sẽ chờ cho mình một cái tín hiệu của camera phát ra. Đấy, như các bạn có thể thấy là tín hiệu của camera phát ra ấy, mặc định của nó sẽ là một chữ cái in hoa đầu tiên. Tiếp theo sẽ là một dãy chữ số, một dãy chữ cái như này, các bạn sẽ ấn kết nối cho mình. Đó, các bạn sẽ ấn kết nối vào cho mình nhá. Và các bạn sẽ chờ để khi nào kết nối thành công thì các bạn mới được ấn phát ra nhá. Đối với nhiều máy như kiểu Android thì nó sẽ hiện ra những cái thông báo như thế này này, là internet có thể không có sẵn như này, thì các bạn sẽ ấn giữ kết nối wifi cho mình. Đó, và khi nó đã kết nối thành công như thế này rồi đấy, mạnh như thế này không sao cả nhá, vì đây là tín hiệu của camera không phải tín hiệu của wifi, là các bạn cứ yên tâm. Và khi mà các bạn đã kết nối từ xa rồi ấy, thì camera thì cái tín hiệu này ấy, nó sẽ không phát ra nữa nhá. Máy nào cũng không thể mà nhìn thấy cái tín hiệu của camera này. Đó, và khi các bạn kết nối thành công, các bạn ấn thoát ra vào ứng dụng là các bạn đã có thể sử dụng nhá. Ứng dụng Look Cam này, các bạn vào là các bạn đã có thể sử dụng này. Và các bạn lưu ý cho mình nhá, là đối với những các bạn nào mà lần đầu sử dụng camera của nhà mình ấy, vào cái app này ấy, thì nó sẽ hiện ra những cái dòng thông báo là các bạn có cho phép ứng dụng này truy cập vào những cái phần mềm này hay không. Thì các bạn sẽ ấn cho phép hết cho mình nhá. Và khi các bạn ấn cho phép hết cho mình, các bạn gặp chữ Ken hoặc OK như này, thì các bạn sẽ ấn Ken cho mình này. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ Device Online màu xanh của mình, các bạn ấn vào đây, ấn Ken tiếp nhá. Thì nó sẽ vào cái giao diện chính này để
cho các bạn vào cam để cho các bạn có thể xem này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là camera của mình nhé. Đây các bạn muốn xem to hơn, xem toàn màn hình thì các bạn sẽ xoay ngang màn hình của điện thoại mình ra nhá. Và đây sẽ là chất lượng hình ảnh của cam này. Đó, F199 này cực kỳ là mượt, cực kỳ là nét nhá. Con này mang đi đâu thì cũng cực kỳ là tiện này. Các bạn có thể đặt ở bất kỳ một cái góc nào nhá. Đó, tùy các bạn mong muốn này. Đấy, các bạn có thể sử dụng camera này để có thể theo dõi một ai đó này. Đấy, hoặc là lưu trữ những cái bằng chứng chứng cứ này, những cái cuộc giao dịch này. Đó, các bạn mang ra ngoài quay thoải mái nhá, cực kỳ là nét nhá. Nó sẽ không bị vấp hình, không bị xước hình cũng như là không bị ngày hình như các bạn có thể nhìn thấy trên đây. Đó, trên đây thì có sẽ có đầy đủ ngày giờ tháng năm. Ngày giờ tháng năm này thì cập nhật theo ngày giờ tháng năm của điện thoại các bạn cực kỳ là chuẩn xác. Các bạn có thể lấy ra bằng chứng chứng cứ này. Đó, nó sẽ không khác gì những cái dòng camera to cả, nhưng mà đây sẽ là camera siêu siêu nhỏ. Đó, và khi các bạn chạm thì nó sẽ hiện ra hai thanh ở trên đây nhá. Ở trên đây sẽ là cái tình trạng pin này, cũng như cái chế độ 4K này, các bạn có thể chạm vào đây này. Đấy, 4K, 2K, 1080 này là tùy các bạn lựa chọn cái độ phân giải chất lượng hình ảnh của video. Đó, các bạn cứ chọn 4K chế độ cao nhất xem cho nét, cho mượt nhá. Đó, và khi các bạn mà nhận camera về, các bạn muốn tắt cái đèn thông báo này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhá, đèn thông báo màu đỏ này, các bạn muốn tắt đi thì các bạn sẽ ấn vào phần bóng đèn màu xanh này để có thể tắt đi nhá. Và khi nó tắt đi thì nó sẽ không hiện ra nữa nhá, nên là cực kỳ là kín đáo cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Và nữa, ở dưới đây ấy, các bạn muốn nghe âm thanh xung quanh camera ấy, thì các bạn sẽ ấn phần loa nghe này lên cho mình. Các bạn muốn nghe to, các bạn bật to âm lượng của điện thoại mình lên. Các bạn muốn nghe vừa thì các bạn giảm xuống nhá. Đấy, các bạn ấn vào đây. Ấn vào đây là các bạn có thể nghe được nhá. Đấy, các bạn có thể nghe âm thanh xung quanh của camera khi camera bắt được. Đó, ở đây thì mình đang đặt hai cái thiết bị này gần nhau nên là nó sẽ gây nên xung đột âm thanh, và khi các bạn nghe xa âm thanh nó sẽ to và rõ ràng hơn, nên các bạn cứ yên tâm. Đó, cái phần này sẽ là cái phần chụp ảnh cũng như là quay phim màn hình, chụp ảnh màn hình nhá. Nếu mà các bạn không sử dụng hai cái chức năng này ấy, các bạn cảm thấy các bạn muốn quay một đoạn nào đó thì các bạn có thể ấn quay, còn không thì nó sẽ tự động lưu trữ toàn bộ ở trong thẻ nhớ cho các bạn. Các bạn cứ bật lên là nó sẽ lưu trữ vào trong thẻ nhớ cho các bạn để các bạn có thể xem lại. Đó, đây sẽ là chỉnh hình ảnh góc ảnh nhá. Nếu các bạn đặt mà cảm thấy hình ảnh không đúng thực tế thì các bạn có thể tùy chỉnh hai cái mũi tên hình tam giác này. Đó, đó thì phần ở trong đây nó sẽ là như thế nhá. Đây. Đó, và các bạn muốn xem từ xa, muốn kết nối từ xa, quan sát từ xa ấy, thì các bạn phải đạt đủ cho mình được hai điều kiện, hai yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ phải đảm bảo cho mình là ở xung quanh camera này sẽ có bắt được tín hiệu của wifi. Khi mà có tín hiệu wifi, các bạn sẽ ấn vào phần bánh răng cài đặt này, ấn vào phần wifi setting này. Đấy, sau các bạn sẽ nhìn thấy tín hiệu của wifi mà camera bắt được. Thế các bạn sẽ chọn tín hiệu của mình biết này, các bạn nhập đúng mật khẩu vào cho mình nhá. Các bạn yêu cầu là các bạn phải nhập đúng này, các bạn có thể mở mắt lên nhá để các bạn có thể nhập đúng cho mình này. Các bạn ấn ok, và khi đi xa nhá là các bạn phải bật mạng 3G, 4G hoặc wifi ở máy điện thoại lên, thì hai cái này kết nối với nhau thì nó sẽ các bạn mới có thể xem được từ xa, quan sát từ xa nhá. Nó chỉ cần hai yêu cầu nhỏ như thế thôi. Đó, và thứ hai nữa ấy, là các bạn muốn xem lại những cái hình ảnh các bạn quay phim trực tiếp, chụp ảnh trực tiếp, thì các bạn sẽ vào phần album ở bên này. Đấy, nó sẽ hiện ra toàn bộ cái ảnh cái mà các bạn chụp ảnh trực tiếp nhưng lúc nãy mình có giới thiệu. Còn không thì các bạn muốn xem toàn bộ video lưu trữ trong thẻ nhớ thì các bạn sẽ ấn vào phần cloud cái chéo SD ở giữa đây. Các bạn sẽ ấn vào phần SD file ở đây thì nó sẽ hiện ra toàn bộ file lưu trữ trong thẻ nhớ cho các bạn nhá. Đó, nó sẽ hiện ra toàn bộ ở trong đây cho các bạn, và đặc biệt đấy, con này cực kỳ là tiện lợi cho các bạn, bởi vì là khi mà nó sẽ đầy bộ nhớ thì nó sẽ tự động xóa file cũ nhất và lưu file mới, cứ đẩy dần như thế cho các bạn. Đấy, các bạn sẽ không phải bỏ xóa, hoặc là các bạn sẽ lo là quên mất xóa là nó sẽ không lưu. Đấy, nó sẽ tự động làm việc đó cho các bạn, cực kỳ là tiện lợi cho các bạn nhé. Đó, và các bạn cũng có thể sử dụng nhiều camera ngụy trang của nhà mình mà muốn xếp cùng trên một thiết bị điện thoại. Các bạn sẽ ấn vào phần 4 ô vuông trên góc trái màn hình như thế này, các bạn sẽ chọn vào dấu cộng, chọn tín hiệu của camera thì các bạn sẽ xem được 4 chiếc camera ngụy trang trên cùng một thiết bị điện thoại nhé, cực kỳ là tiện lợi cho các bạn. Và các bạn cũng có thể chia sẻ cái camera này cho người thân, bạn bè hoặc một ai đó xem cùng nhá. Và
Các bạn nào ấy mà có nhu cầu mà muốn sử dụng hoặc muốn quan tâm dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang của nhà mình, thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395888345 để nhà mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Và do nhu cầu mà sử dụng camera dầu kín hoặc camera ngụy trang ngày càng nhiều để giám sát cũng như là theo dõi quay lại bằng chứng cứ, thì các bạn cứ theo dõi kênh của nhà mình. Trên kênh của nhà mình thì đang có rất là nhiều mẫu cho các bạn có thể tham khảo. Và nhà mình ấy thì cũng có nhận độ chế camera theo yêu cầu. Bạn nào mà có nhu cầu muốn độ chế camera và những cái thiết bị điện tử hoặc là những cái đồ gia dụng trong gia đình ấy, thì bạn cũng có thể liên hệ cho nhà mình. Như kiểu các bạn muốn độ chế và tranh ảnh, túi bút, túi sách, ba lô hoặc là bất kỳ một cái vật dụng nào đó, như kiểu quạt hoặc là bóng ngủ hay như nào đó, thì các bạn cứ liên hệ cho nhà mình, thì nhà mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Các bạn cũng có thể nhắn tin cho nhà mình để nhà mình tư vấn để phù hợp nhất với nhu cầu của các bạn đó. Và các bạn hãy ấn đăng ký kênh của nhà mình để có thể cập nhật được thêm nhiều những cái mẫu camera ngụy trang mới khác nhau. Giờ thì xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.